Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về các thông tin liên quan tới các trường hợp bị dừng trả trợ cấp người có công. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì theo pháp lệnh người có công, thì tùy từng đối tượng, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi chủ yếu bao gồm: thứ nhất là được hưởng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần; thứ hai là được cấp thẻ bảo hiểm y tế; thứ ba là được điều dưỡng phục hồi sức khỏe; thứ tư là được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ quan chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên; thứ năm là được ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; thứ sáu là được hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thứ bảy là được hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở; thứ tám là được miễn giảm tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước; thứ chín là được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước biển, ưu tiên giao khoán, bảo vệ và phát triển rừng; thứ mười là được ưu tiên vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh; và cuối cùng là được miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật. Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng phải được xác định và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi sẽ bị tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất, người đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội không thuộc các tội xâm phạm an ninh quốc gia và bị phạt tù có thời hạn thì trong thời gian chấp hành hình phạt tù sẽ bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi. Thứ hai, người đang hưởng chế độ ưu đãi mà xuất cảnh trái phép, mất tích thì bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi trong thời gian xuất cảnh, mất tích. Thứ ba, người có công với cách mạng mà tham gia các hoạt động chống phá chế độ, đảng, nhà nước, đào ngũ, phản bội, chiêu hồi thì bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi. Thứ tư, người đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội thuộc một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia hay phạm tội khác bị phạt tù chung thân, tử hình thì bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật. Thứ năm, người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 bị khai trừ ra khỏi đảng thì bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi kể từ ngày bị khai trừ. Thứ sáu, người có công với cách mạng bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi nếu phạm tội không thuộc các trường hợp xâm phạm an ninh quốc gia do lỗi cố ý và bị phạt tù có thời hạn thì thân nhân của họ cũng bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi. Thứ bảy, người có công với cách mạng bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi do tham gia các hoạt động chống phá chế độ, đảng, nhà nước, đào ngũ, phản bội, chiêu hồi, phạm tội thuộc một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia hay phạm tội bị phạt tù chung thân, tử hình thì thân nhân của họ cũng bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi. Thứ tám, người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi do bị khai trừ ra khỏi đảng thì thân nhân của họ cũng bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi. Như vậy là mình vừa thông tin xong đến các bạn các trường hợp bị tạm dừng, bị dừng trả trợ cấp ưu đãi người có công. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và nếu như mà bạn có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc là những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với mình nhé.